Hello, chào cả nhà nhé. Hôm nay mình đi chợ Biên Nậm Cắn ở bên Lào. Chợ Biên Nậm Cắn này là thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Đây là mình đang ở cửa khẩu Nậm Cắn đây. Đây, vừa mới đi qua cửa khẩu đây. Xe thì mình để ngay đây. Đấy. Mang theo căn cước công dân rồi là đưa cho bộ đội biên phòng rồi họ cấp cho mình một cái thẻ. Đây, một cái thẻ. Họ đưa các công dân họ cấp cho mình một cái thẻ như thế này. Thẻ ra vào chợ biên giới. Đấy. Rồi là xe máy thì phải để ngay ở cửa khẩu đấy. Xong rồi mình đi vào. Thì chợ biên Nậm Cắn này thì là được họp vào sáng chủ nhật hàng tuần. Ngày xưa thì chỉ có họp vào ngày 15 và ngày mùng 1. Thôi nhưng mà chính quyền hai nước là muốn đẩy mạnh cái giao thương, với hai nữa là chợ thì đông người đi, cho nên là bây giờ chuyển thành là mỗi sáng chủ nhật hàng tuần sẽ có phiên chợ biên Nậm Cắn. Mình nhớ ngày xưa chợ biên Nậm Cắn là phải đi từ đây, phải đi cách đây tầm 15 năm mình đã đi rồi, thì chợ biên Nậm Cắn này nhớ là nó phải đi tầm độ khoảng thêm mấy trăm mét nữa cơ, nó đi qua bên kia, qua cả cửa khẩu Lào kia cơ. Còn hiện nay thì hình như là có vẻ như là chợ biên Nậm Cắn là họp ngay đây, để ngay trước mặt mình đấy thôi. Đây, khá nhiều ở trên này chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Bây giờ đang là 7 giờ 30 phút. Đây. Ở bên đi chợ này thì các bạn có thể sử dụng hai loại tiền, đó là tiền Việt và tiền Lào. Ở đây thì họ bán các loại nông sản, một số hàng hóa mỹ phẩm của Thái Lan và của Lào, cả của Việt Nam mình. Đây, mình thấy ở đây một xe biển số Lào này. Khoai này khoai ở đâu vậy ạ anh? Khoai này khoai, khoai lang này khoai ở đâu vậy, ở Lào hay Việt Nam mình ạ? Không hiểu. À, không hiểu tiếng. Đây là anh này là anh người Lào. Vậy là chắc là khoai này là khoai của Lào. Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền khoai này vậy ạ? Không. À, họ người này không biết tiếng. Còn đây là ngô này. Các loại rau bí. Quả này là quả mắc cọt này. Quả này là một quả mắc cọt này. Quả mắc cọt này nó ăn gần giống như quả lê. Ở bên cửa khẩu Lào với ở bên Nậm Cắn này rất nhiều quả mắc cọt này. Bao nhiêu tiền một cân đi ạ? Sipam. Bao nhiêu tiền? Đây anh này là anh chủ, anh bán nhưng anh không biết tiếng Việt. Anh ấy nói mình cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà nhớ ngày xưa mình đã từng ăn nhiều quả này rồi. Cũng nó cũng rẻ thôi, ăn thì nói chung cứ ăn là gần giống như quả lê. À, đây là măng này. Cái này là cái nhánh nghệ à. Nhánh riềng. Nụ riềng thì vậy. Nụ riềng thì không có tác dụng gì. Chuối này. Các loại rau má. À, cái quả cà dại này ăn khá là ngon này. Quả này là quả cà dại. Quả này đem ấy muối ăn ngon lắm. Đây, bên kia là cửa khẩu Việt Nam mình này. Đấy. Đây mình thấy người ta bán khá là nhiều quả dứa. Quả dứa này chắc của Lào, dứa to thế nhở. Cái mắc cọt này, cái là những cái loại của riềng. Của riềng này. Ở đây
có khá nhiều các loại, ví dụ như là gà của Lào ăn cực kỳ ngon luôn. Như tối hôm qua mình có mua một con gà Lào giá khoảng 170 đến 180 nghìn một cân. Gà Lào nó khá là nhỏ, mỗi một con chỉ khoảng hơn một cân thôi. Nó gần như giống cái giống gà di của mình ở quê mình Việt Nam mình ấy. Ăn rất là ngon. Họ chỉ nuôi bằng ngô bằng lúa thôi. Đây là nhãn này. À, bao nhiêu tiền đấy ạ? 40.000 một túi này à? Đây là một túi nhãn. Lát nữa mình sẽ mua, bây giờ mua cầm vào tay thì không tiện, mua để đi mang theo ăn. 40.000. Nhãn này là của Lào à? Nhãn của Lào. Rồi. Đấy, nhãn của Lào. 40.000 một túi. 40.000 một túi như thế này. Một túi này chắc là khoảng chắc một cân. Còn đây là các loại quả này, là quả bầu với quả bí của Lào. Đây, khá nhiều hàng nông sản của Lào. Đây, bên kia là cửa khẩu Lào kìa. Ngày xưa là mình nhớ không nhầm là đi qua cửa khẩu Lào này, chợ họp bên kia Lào cơ, bên đất Lào cơ. Nhưng hiện nay thì chợ họp ở giữa hai cửa khẩu. Kia là bên cửa khẩu Việt Nam mình. Ở đây mình thấy có một gian hàng ẩm thực này. Ẩm thực này là những cái của một anh này, là người chắc là người Lào. Cái này loại cái gì và bán giá như thế nào đây anh ơi? Này bao nhiêu tiền đấy ạ? Cái này không biết là cái gì. À, khá nhiều này. Cái này chắc khả năng là xúc xích này. Này, xúc xích này. 10.000 một cái. Tất cả đều 10.000 hết ạ. Đều 10.000 một cái à? Cái này là cái gì đây ạ? Cái gì đây ạ? Cá pù. Nó làm từ cái gì? Thịt lợn à? Xúc lợn. Chuyển luôn là xúc. Ăn luôn, ăn luôn. Cái này cũng được từ thịt lợn. Mình cái này là giá 10.000 một cái. Mình thử ăn cái này xem. Cái này mình đoán là chắc xúc xích này. Cái này xúc xích này. Cái này là lạp xưởng à? Cái gì đây này? Ủa, cái này mình thấy là lạ này. Cái này hình như là lạp xưởng đúng không ạ? Cái này này. Đây, mình mua một cái này là 10.000, chấm với nước chấm như này. Cho một cái cốc như này xong rồi chấm. Đây, các loại nước chấm của họ đây. Đây, các loại mì hay miến gì của Lào. Đây, các loại chè. Các loại chè này. Đấy. Đồ này chắc là thạch của Thái. Thạch cây đâu của Thái Lan mình có bán này. Đây, có húc 150 chai này. Cà phê của Lào, của Thái này. Nước lọc của Lào. Đây, nước lọc của Lào, của Thái này. Rồi, mình ăn thử cái này cho mọi người xem thử nhá. Chấm với cái này. Ở đây mình nghĩ là thực phẩm ăn thì yên tâm. Mình nghĩ là yên tâm. Nó không. Mình không thích ăn những cái đồ ăn vặt này lắm đâu. Ăn cho biết. Nhưng mà cái nước chấm, cái vị của nó kiểu hơi ngọt ngọt. Cái vị nó hơi ngọt ngọt và ăn thì mô tả thế nào vậy nhỉ? Nước chấm nó ngọt ngọt. Thế chứ mình thấy cũng khá ngon. Mình trẻ con rất thích. Đây, trên chợ rất là đông. Đây, các loại rau rừng này, rau gì mình không biết. À, đây một cô bé cháu là người Lào à, hay người Việt? Người Việt à? Cái rau này rau gì đấy cháu? Rau đắng. Rau đắng à? Giá bán bao nhiêu tiền đây? 10.000 một bó. Rau này gọi là rau đắng. Ở trồng ở bên Nậm Cắn kia à cháu? Trong rừng à? À, rau đắng. Cái này ăn có tác dụng gì? Ăn như một loại rau ấy ạ. À, ăn một loại rau.
giá 10.000 một bó. Mình nghĩ là ăn cái này khá là lạ, cũng hay hay đấy. Bên này các loại gà, gà này là gà bên Lào hay là gà của Mông mình ấy ạ? Gà Lào. Gà Lào. Giá bao tiền một cân anh? 140 tiền kíp à? 140 tiền kíp, vậy giá Việt mình rơi vào gần 200 à? Không, 150. 150. À rồi. Tức là ở đây anh ấy đang bán là khoảng tinh khuya tiền Việt khoảng 150.000 một cân. Còn như hôm qua mình mua ở bên Việt Nam mình ngay ở cái bản Nấm Cắn, bản Trường Sơn thì ngay gần cửa khẩu thì giá là 180. Ở đây anh bán 150 một cân. Này gà. Vâng. Người Lào bán. Người Lào bán. Hôm qua là em mua ở bên kia là 180 một cân. Con gà đây có loại gà trống. Đây là người Lào bán. Anh là người Lào à? À người Việt. À đây là chị bán à? Người Lào à? À đây. À. Đây. Ổi. Cái này sầu riêng này của Thái hay của ấy đấy ạ, hay của Lào hay của. À sầu riêng của Việt Nam mình. Cái ổi này. À cái này là vậy, nhãn này cũng của Việt mình ạ. À. Chị là người Việt luôn. Đây, vậy là nhãn này của Việt Nam mình à? Nhãn này phải chắc là lấy từ trong miền Nam ra. Chứ ngoài mình mùa này làm gì có nhãn đâu. Anh cũng vì chị mua nhãn hẳn mất lắm khỏi nhà. À. Thế à? Cái này là các loại cá. Cá này như là cá chim trắng này, cá rô phi này. À, cá mè. Cá mè rất to này. Này là cá này là cá gì không biết. Cá này chắc là như là của cá thu. À, cá thu. Cô là người Việt mình ạ. À, cô là để cô là người Việt, cô bán hàng ở đây. Kìa có loại nụ. Đây là một quả. Đây có một cô bé người Lào và người Việt rất xinh. Không biết là cô trốn ở đây. Đi về đây, đi thằng Cương à. Bên này mình thấy đang bán măng này, riềng này, lạc này, hạt này, hạt dẻ này. Hạt dẻ này không biết là ở Việt Nam hay ở Lào của mình đây. À. Cái loại, đây mình thấy có một loại bánh này, không biết là bánh gì mà trước mình đi qua Đô Lương thì phải. Bánh gai ở Đô Lương thì sao? Anh Sơn đúng không? Em đi qua, nhớ đi qua anh Sơn họ bán cái này nhiều lắm này. Bán ở đường này. Thế là mình mới... Anh Sơn lên đấy. Vâng, đúng rồi anh Sơn. Cái này bao tiền đấy anh? 5.000 một cặp như này. Bánh gai ở anh Sơn, đặc sản của anh Sơn này. Đấy, trên đường đi vào từ quốc lộ 7, từ Diễn Châu vào đi qua anh Sơn thì bán nhiều này. 5.000 một cặp. Còn là... Mình thấy bên này là bán một cái loại này là cái gì là lạ này. Cái này là cái gì đấy ạ à, chị? Cái gì đấy ạ à? Cái này là một loại nấm thì phải này. Nấm thì chắc là rừng. Cái loại này là có tác dụng gì đấy hả chị? Có tác dụng gì đây? Cái này để làm gì ạ? Bao nhiêu tiền? Bán giá thế nào đây ạ? Còn đây một loại bánh này. Loại bánh này không biết là bánh gì của Lào hay là của... Người này là người Lào. Cái này là lạ thì em mình cứ mua thử. Một cân 220. Cái này là để làm gì vậy chị? Xào lên ăn nào. À, cái này là một loại nấm 220 một cân. À, 220 một cân. Mình nấu canh xương. Nấu canh xương. À, nấu canh xương à. À, đây, cái này là một loại như là một loại nấm hay gì đó ở trong rừng. Đấy, mình lấy 5 lạng. 5 lạng là 110.000 đồng. Về để hãy bảo nấu canh xương ăn rất ngon. Thế mình ăn thử cái này, đồ khô có thể để lâu lâu mang về được. Ở đây mình thấy có một cái loại khá là nhiều nhầm củ này. Củ này, củ gì ạ? Bao nhiêu tiền? Chi bầu. Bao nhiêu tiền? Không mốc. Người Việt là
À, đây người ta không biết tiếng Việt cho nên là họ chả hiểu. Cân mấy đó? À, lưu thôi rồi. Lưu sen hô. Sen ha đi bà. Chả hiểu cụ này để tác dụng gì nhưng mà mình thấy là lạ kể ra. Cái đi là một năm 86 tiền Việt ạ. 86 tiền Việt một cân. Một cân. Cái này để có tác dụng gì vậy anh? Hả? Có tác dụng gì đấy ạ? Không biết để làm gì? Không biết làm gì ạ? Không ạ. Hay là ngâm rượu à? Xe lau à? Xe lau. Ngâm rượu. Để ngâm rượu à? Ừ, như cái như là cứ như là như sâm ạ. Như sâm mà nó có tác dụng gì anh ạ? À, uống vào thì khỏe. Khỏe à? Ờ. À, anh bảo 160 một cân à? 160 một cân. Cho một cân. Tôi bảo lấy cho một cân. Luôn nưng. Ờ, lô nưng khải của nó. Này về ngâm rượu không biết là củ gì. Nó này cho khải đô nưng hơ hơ phu đi này. Ừ. Sen hốt lắm không? Ừ. À, đến nhà thì dạ. Thế bảo là dùng làm gì đấy ạ? Dùng để nấu nướng đúng không? Ăn. Cái này là bỏ cái nửa đâm á. Đâm là mần canh. Cái này hằng ngọt lắm. Ăn rất là ngọt à? Ừ. Cái loại này là một loại nấm này. Tên là nấm gì anh có biết không? Cái tên này là hết bi nhưng mà dưới xuôi là nấm thế nào kêu thế nào thì anh cũng không biết. Đại khái là về là nấu canh là mình nấu canh. Ngoài nấu canh ra còn làm những cái gì nữa không ạ? Làm móc cũng được. Làm gì ạ? Móc. Xào à? Là mình bỏ trong cái lá chuối rồi mình hâm lên ấy. À, lá chuối hâm lên. Đây có một cô bé, em là người Lào hay người Việt? Em người Việt. Người Việt à? Em bán hàng ở đây à? Em đi chơi ở Hải Phòng mới về mà. Em đến đây để mua đồ. À, tức là em là con của đây à? À, 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 đây là cô bé này làm Hải Phòng. Ok. 300 đúng. Ờ, đúng. Rồi, ok. Chạy rồi bà. Phải khoảng bao nhiêu tiền một cân anh? Hai đèn vào. Rồi ok, cảm ơn, chào anh nhá. Đây các loại thạch này, đồ của Lào này. Mình thấy chợ Lào này khá là thú vị đấy. Có nhiều những cái đồ của Lào rất là hay. Hoặc là những cái ngựa đồ của dân tộc Mông bên biên giới Nậm Cắn ấy. Các loại chuối. Ở đây mình thấy có bán những đồ kiểu chắc đồ mỹ ký bạc với lại cái này là cái gì đấy ạ? Cái này bằng bạc à? Hay là mạ vậy? Mạ bạc thôi. Cái này bán bao tiền? 30.000. Cái này bằng mạ bạc giả, không phải bạc nhá. Cái này cũng thế, bằng mạ vàng giả này, bạc giả này. Mà người ta khá thật thà. Nếu như bây giờ người ta bảo mình là bạc thật thì mình cũng không để ý, không biết đâu nhỉ. Em là người Việt Nam hay người Lào? Em là người Việt. Người Việt à? À. Nói chung mình thấy ở đây những người buôn bán người ta đều thật thà. Về giá cả cũng thế. Không này kia. Đây là mình thấy có bán các loại củ lạc này. Chắc là lạc này là lạc Mông. Các loại măng. Măng chút, măng bầu, ngô luộc sẵn, bắp nhỏ đấy nhở. Đây là cái này là cái gì đấy ạ? Xí phân là cái gì? Cái củ này trông cái gì đấy? Đậu. Cái này là cái. Kim lơi. Cái gì đây? Cái... À, một cái loại cơm như cơm gì mà mình thấy là nó bọc trong một cái gì này. Đây là một dạng như kiểu cơm ấy, xong người ta bọc vào trong cái ruột gì này, cái ruột lợn hoặc gì đó ấy. Xong là cơm chắc người ta hấp lên. Cái này bao nhiêu tiền đấy ạ? À? Bọc này bọc bao nhiêu tiền? Họ không biết tiếng Việt nên là cũng chị. Ồ, cái dạng cơm này cũng hay này. À, bao nhiêu tiền? Mười nghìn. Bao nhiêu? Không hiểu. Gọi là 20.000 cho một cái túi cơm như thế này. Đấy, vậy tính vào giá cũng tương đối đắt đó chứ nhỉ? Đây, có như vậy nhá. 20.000, thôi ăn thử. Đây 20.000 hai túi này. Đây đúng không ạ? Đây 20.000 được rồi. Khúc đấy với khúc này thì cũng gần như nhau.
được nhiều hơn một chút. Mình ăn thử luôn. Cái này kiểu gạo nó dạng xôi ấy. Kiểu xôi họ đồ hoặc là hấp hoặc nấu kiểu gì có nhiều vị, như cái này là bằng cái ruột của cái nội tạng lợn thì phải. Ăn hơi ngán. 20.000 được hạn, rất nhiều ngọn như vậy. Đây là ngô này. Ngô Lào. Bắp rất bé tí đấy. Đây là toàn cảnh này. Khu vực đây. Phía đằng kia mình thấy có các bạn bán đồ nướng rồi. Một chữ Việt. Bên này một gian họ bán quần áo. Đây mình thấy có bán thịt. Thịt này không biết là thịt trâu hay thịt bò hay thịt lợn đây nhỉ. Đây là các loại một loại bánh gì đó của Lào. Ở đây thì mình thấy đang bán nhiều những loại bỏng. Loại này thì ở dưới xuôi mình cũng có này. Bộ ngô. Ở đây mình thấy có một cô bé đang bán khá nhiều các loại bánh. Bánh với lại như loại xúc xích hay một loại gì này. Dán này. Cô bé này hình như là người Lào. Ở đây mình thấy có một gian hàng ẩm thực này, bán đồ ăn uống ở đây này. Đây có một gian hàng này, không biết là những món này là món gì. Trong này là bán đồ ăn uống này, đang nấu đun bếp củi này. Đây hình như chắc là có các loại đồ bún cháo phở gì đây. Hello, chào em nhé. Em là người Việt đấy hay là người Lào đấy? À hình như đây là người Lào rồi nên người ta không biết tiếng. À cái đây mình bán những đồ ăn là gì đấy ạ? Giá bao nhiêu như nào ạ? Họ ấy bán những cái món ăn gì đấy ạ? Và giá tiền như thế nào ạ? Phở thịt bò hoặc đây là một món nào. Món này là món gì đấy ạ? Lòng nướng à? Nướng dán lên. Còn đây là chắc là phở. Phở bao nhiêu tiền ạ? Cái này 20.000. À 20 có cái này giá là 20.000 cũng rất là rẻ. À, còn kia món tươi ăn à rồi 20.000. Còn món kia là món đĩa lòng nướng chấm với lại đồ cũng hay đấy. Nhưng anh em mà rồi có thể là vào đây ngồi gọi một đĩa lòng này uống rượu này xong rồi là ăn sáng à đúng rẻ. Mình lát nữa có thể mình sẽ thử. Rồi em cảm ơn nhá. Đây mình thấy cô bé này đang chan một bát nồi nước bún với lại nước dùng. Đấy, nước dùng nồi nước đun bằng củi than này khá là hay này. Đấy, ăn cho khách. Đây là một cô nàng người Lào. Đây phía này là các phía của gian hàng ẩm thực. Đây mình gặp hai cô bé người Lào và người Việt đi chơi. Gian hàng ẩm thực ở đây. Đây các đồ ăn uống. Phía bên này, phía bên kia. Ở đây mình thấy là những cái món nướng của Lào này khá là hay. Ngày trước mình đã từng ăn thì mình thấy là nó nặng về vấn cay nhiều. Đây phía này thì mình thấy họ bán các trang phục của những người đồng bào dân tộc Mông. Chắc là Mông, ở đây nhiều người Mông là chính mà. Giày dép này. Đây một bộ như này là giá 2 triệu này. Đấy. Rồi, 2 triệu. Ôi. Cái bộ váy mà cái đồng quả đỏ là 1,5 triệu. À, một bộ quả đỏ thì 1,5 triệu, còn cái bộ mà có tết bằng cái bạc đồng xu cái gì? Su thật này, bằng bạc ấy hả? Không phải bạc 2 như tiểu Pha thêm vào những lồng của hàng thứ đấy. Cái thế. Rồi,
cũng có chất bạc ở trong đấy, nhưng bạc loại 2 thì giá 2 triệu, còn loại kia 1,5 triệu thì không có lọc bạc. Ồ, vậy là giá cũng đắt đấy chứ. Mà những bộ này chứng họ là thế này thì mình thấy đang có chương trình những cái kiểu trò chơi này, chắc là phi tiêu vào những quả bóng này xong bắt đầu là sẽ được quà thưởng là những cái loại đồ uống như này, những kiểu này sữa đậu nành lát xoa của Thái này. Đấy, mua phi vào những quả bóng này. Đấy, đấy, cậu em này đang thử chơi này. Ôi, rất thú vị nhỉ. Ở đây thì mình thấy họ đang bán lợn. Đây một gia đình đang ngồi họ ăn sáng. Đây bán gọi lợn. Rất nhiều lợn. Đây. Đây con lợn này là lợn lợn này là lợn ở Việt mình hay lợn Lào đấy phải anh? Lợn bản à? Ở Việt bên Việt hay bên Lào ạ? Lợn này lợn của Lào, bán giá thế nào đây ạ? Hơn 100 à? 100 mấy một cân ạ? 140 một cân. À, đây lợn này thì ăn thì ngon lắm đấy này. Lợn bên Lào 140 một cân. 140 một cân thì giá này cũng hợp lý. Đấy, lợn này là họ nuôi là chắc là toàn có thả rông, kiểu trên này họ thả chạy. Kiểu lợn cấp nách hoặc lợn bản đây. Đấy. Này mà gần mua một con này tết một thịt thì quay lên thì thôi chấm hết luôn. Rất ngon. Ở chỗ này thì mình thấy có một cửa hàng họ bán các loại đồ này, toàn đồ Lào với đồ Thái. Hình như là các loại thuốc gì đó này. Đúng rồi, đây là cửa hàng thuốc. Đúng rồi. Giống như cửa hàng thuốc ở Việt Nam mình ấy. Nhưng mà đa phần là hàng của Lào với của Thái thôi, cũng có một ít hàng của Việt Nam mình. Ví dụ như đây này, cái viên ngậm bảo thanh của Việt Nam mình này. Ở phía đằng này thì chủ yếu là các loại quần áo. Đấy, phía này thì bán các loại lợn, toàn lợn không, lợn bản. Đấy, đi ra phía đằng này thì phía đằng kia có vẻ bán các loại thịt thấy bỏ ở đây bán thịt lợn với thịt bò ăn ngon lắm. Nữa là nếu khả năng có thể mình mua một ít thịt bò thịt trâu của bạn ấy, trâu Lào, bò Lào ăn thì tuyệt vời luôn. Ở phía bên này thì mình thấy họ đang bày bán các loại hóa mỹ phẩm này, khu vực hóa mỹ phẩm này. Đây, dầu gội sữa tắm này của Lào, của Thái. Đấy, dầu sữa tắm này và các loại dầu cao xoa bóp. Đây mình thấy anh này cũng đang bán một số làng Thái Lan của mình này. Dầu tẩm này bao nhiêu tiền đấy ạ? 50.000 một hộp như này. Còn cái này bao nhiêu tiền đấy ạ? 140. Vậy là anh bán giá cũng khá là hợp lý đấy. Rồi tầm nữa. 50.000 một lốc này thì bao nhiêu tiền đấy ạ? Lốc là 400 anh 12 lọ. Bao nhiêu? 412 lọ. 412 lọ thì cái này hơi đắt. Giá 400 lọ này hơi cao chắc rồi. Cứ gọi cùng chị bên này nó sẽ bán tại trên hay lúc có bán mình nhỉ? Hơi cao. Cái này thì bán 50.000 thì giá tương đối rẻ. Còn cái kia thì 400 thì đắt. Chắc là mình bỏ rẻ nên anh ấy bảo giá cao lên đấy. Đây, gian hàng này họ bán các loại thực phẩm của Lào và của Thái này. Như cái này là loại cá hộp của Thái Lan. Hàng này cũng khá ngon. Trước mình cũng có bán hàng này. Cái này các loại tương của Thái. Ở đây mình thấy
có gian hàng này bán khá nhiều những cái đồ kiểu như thảo mộc của chắc là cái này hàng của Lào. Này, những cái gì lạ lạ này, nó có tác dụng gì? Rất nhiều loại thảo mộc nhá. Đây, các loại thảo mộc này rất thơm. Củ này là củ gì vậy anh nhỉ? Sâm. Củ sâm à? Này, uống có tác dụng gì đây anh? Cái này là hàng của Lào à? Lào. Cái này anh biết bao tiền không anh? Cái này bao tiền đấy ạ? Là bao nhiêu anh? 15.000 một cân hay là một củ hay như nào? 15.000 một củ này. Cái này là củ có tác dụng, hỏi họ có tác dụng gì vậy anh? Ngâm rượu hay là uống hay như nào? Ngâm rượu. Sấm với ngâm rượu. À, khá nhiều các loại. Cái này là cái gì đấy ạ? Không hiểu. Đây người ta không biết tiếng, với lại những cái loại này này, khá nhiều các loại. Đây. Hạt này là hạt gì mà nhìn quen quen? Đậu á. Hạt đậu đúng không? Hạt đậu. Cái này là cái gì vậy anh? Cái gì nhỉ? Cái này là ốc biển hay sao này? Cổ này là quả, này là quả thảo quả này. Anh biết này. Đây mình hỏi cái chú này thì chú bảo cái củ này này thì đem ngâm với rượu. Sau đó uống thì nó có tác dụng là chữa đau dạ dày. Đấy. Thái ra xong là ngâm vào rượu chữa đau dạ dày. À. Cảm ơn chú nhá. Đây mình vừa hỏi thì người ta bảo là cái loại này là để chắc là ngâm với rượu để chữa đau lưng. Chữa đau lưng nó giống như cái loại củ này lúc nãy. Này, củ này của mình mua này. Một loại củ này ngâm với rượu để uống để chữa đau lưng. Loại này là loại người ta thảo dược người ta đã ngâm sẵn rồi, một loại rượu cũng là để chữa đau lưng đúng không ạ? Đây rất nhiều các loại thảo mộc, các loại thảo dược. Đến đây một đặc trưng của mùi thảo dược ở thuốc bắc. Đây mình thấy họ bán cái này là cái hàm của con lợn rừng này. Đúng rồi, cái này là cái hàm của con lợn rừng này. Đấy, đây cái răng nanh của nó này. Con này cái lợn rừng nó mới cái răng nanh nó lòi ra này. Bao nhiêu tiền đấy ạ? Bao nhiêu tiền? Cái này là người Lào, người ta không biết tiếng. Thì đây gian hàng này mình thấy bán nhiều các loại thảo dược lắm, mình không biết là những cái loại gì, chắc là người Lào rồi. Không biết tiếng. Các loại rất nhiều đồ luôn. Còn kia là bán có quầy bán thịt nhỉ. Đây mình đang đứng trước một cái gian hàng bán thịt lợn. Đây là đầu một con lợn này, con lợn này khả năng khá là to. Anh ơi. Cái loại này thịt lợn à? Hả? Thịt lợn hay thịt gì? Vâng. Bao nhiêu tiền đấy ạ? Bao nhiêu tiền một cân? Anh ấy là người Lào, anh không hiểu tiếng Việt. Nhưng ngửi cái mùi giờ cảm giác như mùi thịt bò chứ không phải thịt lợn mà có đầu con lợn đây rồi. Thịt lợn này của họ chắc chắn là rất là ngon này. Nhìn vừa mình tặng thịt này, cái bì của nó ra nó dày này, lợn Lào nuôi lâu rồi. Quầy bên này như không biết là thịt bò hay thịt lợn gì này, nhìn tặng thịt của nó chắc lắm. Đến một gian hàng quầy bán cái này của người Lào. Đây là thịt gì không biết tiếng, bao nhiêu tiền? 130.000 chắc là một cân. 130.000 một cân, chắc là thịt này thịt gì nhỉ? Thịt lợn hay thịt bò nhỉ? Mình ngửi mùi giống kiểu thịt bò ấy. Cái này gân này này. Đấy. Đấy. Thịt bò Lào này ăn ngon lắm này. Loại này mình nghĩ là thịt bò và 130.000 ở đây là chắc 130.000 tiền Lào, chắc 130.000 kíp, chắc quy ra tiền Việt nó rơi vào gần 200 hoặc hơn 200 một cân. Ở khu vực này mình đang tới một gian hàng ẩm thực này. Đây là có các đồ nướng.
Đây, các loại thịt nướng ở đây nhìn rất là ngon. Gà này, có thịt gà, thịt lợn này, thịt như là thịt chim như sao, bởi vì con khá là nhỏ. Này, gian đồ nướng này. Đây, mọi người có thể mua đồ nướng ở đây xong vào trong này ngồi ăn uống này. Đây, như mọi người, quan khách họ đang ngồi ăn uống trong này. Xin chào. Các chị là người Việt hay người Lào vậy? À, người Việt à? Em xin phép em quay cái món ăn này mình một chút nhá. Đây là gọi em thấy có các món ong mà. Ong. Nhộn ong. Nhộn ong này họ nướng vậy. Nướng. À, cái món này là món gì đi vậy ạ? Gọi là pìa. Long. À, ruột non nướng. À, gọi là vèo nướng. À. Cái này là món này món nộm, nộm xương hào. À. Cái này là một đĩa như vậy bao nhiêu tiền đấy ạ? 130 một đĩa. Còn cái ong này bán giá thế nào đó chị? 1 cân 350. 1 cân 350. 100.000 một cân. 100.000 một cân. 400.000 một cân. À, còn rồi. Đây là các chị người Việt, các chị ở Nghệ An à? À, Kỳ Sơn đi luôn. À, các chị lên đây chơi đi, chơi chợ Lào. Chợ phải đi nhá. À, phiên nào chị cũng đi à? Ở đây mình thấy họ có đang đun một cái nồi nước chắc nước dùng. Các loại này. Mọi người có thể đồ ăn này. Đây đĩa xôi, cái thịt nướng này. Xin chào. Các loại mọi người đang ngồi ăn uống này khá là vui. Uống bia Lào này. Vâng, ok. Rồi, các gian hàng quán ẩm thực. Có rất nhiều các gian hàng bán đồ nướng. Ngày xưa mình nhớ đi khoảng 15 năm trước mình đi chợ Lào này là mình thấy là họ hay bán cái đồ hay nhiều gà nướng, xong là ăn uống là người ta không có bát đũa đâu mà họ để cho mình một cái đĩa xôi thôi, xong dùng tay bốc chấm chứ không có bát đũa gì cả. Bây giờ thì mọi người đều có bát đũa dùng bình thường. Gà này gà đen này. Chứ gà mông. Mà cái này bán thế nào bà chị? Một nửa. Giá bao nhiêu ạ? Một nửa là 100 rồi. Bao nhiêu? 150. 150.000 một nửa này. Gà này gà Lào hay gà Việt mình ạ? Gà Lào. À, nướng lên rồi thì giá là 150.000 cho một nửa con này. Nói chung là gà này họ ăn rất là ngon nên giá nó cao hơn như mình. Này không? Không em hỏi em. Đây là món lòng nướng. Lòng nướng, còn đây là thịt lợn nướng này. Thịt lợn nướng. Cái này hình như là dạ dày thì phải. Dạ dày lợn nướng. Dạ dày. Cái này là thịt này. Đây họ hay làm cái món nội tạng nướng này ăn mình rất là ngon này. Anh là người Việt hay người Lào vậy ạ? Lào. Người Lào. Anh là người Lào, anh có vẻ rất là sõi tiếng Việt. Anh cho em hỏi cái lòng nướng này mình bán giá thế nào đây? Lòng nướng này ạ. Giá thương, giá mường, giá. Bao nhiêu ạ? Không phải, anh ấy không biết, chỉ biết một ít tiếng Việt thôi. Không rõ lắm. Anh ấy nói. Đây là toàn cảnh khu vực ẩm thực. Các đồ ăn, đồ uống ở đây. Đây, ở đây mình thấy người ta đang bán các loại dao. Dao này chắc là loại dao mèo của người Mông. Dao này khá là tốt. Dao của người Mông ở đây đặc trưng là nó cái cán ta cầm này, họ làm khá là nhỏ. Đấy, khá là nhỏ. Đấy, bao nhiêu tiền một con dao này ạ? Bao nhiêu tiền? Chú ơi, cái này bao nhiêu tiền đấy ạ? Vâng. 350.000. Này là rèn từ nhíp xe à? Đúng nhíp của chú ơi. Đúng chuẩn nhíp đấy. Chú là người Mông à? Người Mông, người Việt mình hay người Lào? Người Mông, người Việt Người bên Việt là bảo bản Kỳ Sơn đấy à? Bản Trường Sơn đây.
Con dao này ngày đặc trưng là họ làm là cái cán ở trên vùng này họ làm nhỏ như thế này. 350.000. 350.000 một con dao nhưng mà thì giá khá là ok. Mọi người rèn kỹ. Dao này thì mà người ta làm cái sống dao, cái kiểu dao này mình thấy mình thẩm mỹ không đẹp lắm. Bằng một số loại dao do người Mông nhưng mà người ta ở vùng khác người ta rèn. Này thì rất là sắc luôn. Dao này là dao Mông xịn đây này. Đấy. Chuẩn đấy. Đây có loại búa này, có loại dao phát này. Con này thì bao nhiêu tiền đấy ạ? Này 200.000. Đi đường dẫy. Còn chiếc cái búa này bao nhiêu tiền ạ? Con này 500.000 chiếc búa này. Đấy. Loại dao này thì bao nhiêu ạ? 150.000. Dao này đốt chặt. Chỗ này thì mình thấy là người ta đang bán gạo. Các loại gạo. Gạo nó bán thế giá thế nào vậy anh? 22. Tức là 22.000 tiền Việt đấy à? Một một cân. Như vậy là 22.000 một cân. Gạo này là gạo của Lào hay gạo của Việt mình này anh? Gạo này chắc là gạo của Lào. Gạo này chắc là gạo nếp với lại gạo nếp của tệ. 220. Một yến 22.000 một cân. Phía bên này mình thấy bán các loại quả bài quả này bán thế nào vậy ạ? Một cân 12.000. Quả này là quả gì ạ? Quả gì chị? Quả bí của Lào. Quả bí của Lào. 120.000, 12.000 một cân. 12.000 một cân. Quả bí của Lào. Đây một xe ô tô chở các loại quả dứa. Dứa này bán giá thế nào đó chị ơi? Chị ơi, hình như người ta không biết người này là người Lào. Dứa này, quả dứa nhìn rất là ngon. Ở đây người ta mình thấy bán rau, đặc biệt họ bán cái con chuột này. Chuột này có con chuột rừng này. Chuột rừng này mình thì chưa được ăn đâu, nhưng mình đã thấy người dân tộc Mông ở bản xã Nậm Cắn này họ ăn, họ làm thịt, họ ăn không bỏ cái gì luôn, ăn cả đầu cả chân cả đuôi hết, không bỏ cái gì. Này là này, bao nhiêu tiền một con đấy ạ? Bao nhiêu tiền một con chuột này ạ? Năm mươi nghìn một con chuột. Con chuột này là giá 50.000 đúng không? Rồi 50.000 một con. Một loại 50 con. Đấy, vậy là mình đã đi hết một vòng toàn cảnh chợ biên Nậm Cắn, giới thiệu đến mọi người. Đấy, mọi người muốn đi chợ biên Nậm Cắn này thì tìm hiểu cửa khẩu, đi qua cửa khẩu Nậm Cắn nhá. Nhân đi là mang theo căn cước công dân. Đấy, để gửi xe đi bộ thôi, đi bộ khoảng đây. Kia là cửa khẩu nó Nậm Cắn ở Việt Nam mình. Rồi. Đi bộ sang đây rất khoảng 200 m. Và tới thôi. Đấy, mình đã đi hết tất cả một vòng. Giới thiệu đến mọi người chợ biên giới Nậm Cắn nằm ở giữa cửa khẩu bên Lào và Việt Nam mình. Đây kia là cửa khẩu Lào kìa. Ở đây mình thấy họ chị là người Việt hay người Lào ấy? Chị là người Việt hay người Lào? Người Lào. Chị có biết tiếng Việt không? Đây là một hai người bán hàng người Lào, một bà và một chị này không biết tiếng Việt. Nên mình không biết được cây này là cây gì đây. Cây này là cây gì? Đây là cái loại đồ này của nó nhiều, không biết là những cái gì, hàng gì. Nhưng từ một cái thảo tổng cây gì có tác dụng gì nhỉ? Thì như cái này là cái nấm ngọc cẩu ấy sao ấy? Nấm này nấm ngọc cẩu à? Giống ở bên trên Tây Bắc này. Chắc mình đoán thế, cây không giống. Không phải. Khá nhiều loại thảo vật mà mình không biết là loại gì.
Đây cái này cũng thế này. Cái này hình như là bắp gì đó. Cái này là hình như là dưa, đây là dưa à, dưa mèo hay là cái gì đây này. Dưa chuột là có mèo được phải. Ăn cái này khá là ngon, mát phết. Ở đây mình thấy có bán các loại xô và chậu của Lào. Hàng này bền nổi tiếng này. Ngày xưa nhà mình cũng hay mua những cái loại chậu xô này. Để bao nhiêu năm rồi không hỏng. Nói chung là để có những cái xô, cái chậu nhà mình dùng chắc phải đến 15, 16 năm rồi. 16, 15, 16, 17 năm rồi. Gần 20 năm rồi, vẫn chưa hỏng. Cực kỳ bền. Những loại này thì chắc giá cũng không phải đắt lắm đâu. Đây, những cái loại này là, cái này là đồ của chắc một người Mông, một người Lào. Ở cái hàng này thì mình thấy có bán các loại cối, chày cối, đồ đựng thủ công của Lào, dao của Thái. Đây, những loại cối nhỏ nhỏ. Đây là những loại cối bằng bằng gang và bằng gỗ. Dĩa, dĩa. Đây là những cái loại này, những đồ thủ công. Hình như cái này là người dân tộc mà người ta hay dùng để đựng xôi, mang đi làm, giống như cái dạng cặp lồng của mình ấy. Nhưng mà hay đựng xôi cái thứ này. Này, cái này là nhỏ nhỏ này. Đấy, bỏ xôi cho nó đậy lại. Đây là một cái dạng hiệu là một cái bàn để ăn cơm. Bàn này, người dân tộc ở trên này hay dùng để ăn cơm, để thức ăn lên. Ở đây mình thấy có gian hàng để bán cái này. Hình như cái này là đường làm từ mật mía, gọi đường thanh này. Mà người ta không biết tiếng tiếng Việt. Rồi ok, vậy là mình đã quay lại toàn cảnh chợ Lào, video của mình đến đây là hết. Mọi người yêu quý mình thì cho mình xin một like, một nút đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video khác nhá. Xin chào mọi người. Yeah.